mày đi không? Tôi vô buồn rồi. Đang động em buồn em đi chút xíu vậy nha. Bấm chén cho người ngồi hỏi thăm chút xíu coi. Sao mà nãy giờ vợ chồng sao? Nãy là anh chơi với bé thằng Dũng á. Cái ông lớn là ông nói chuyện chơi với ông nói chuyện với em. Thì em giảng với bé là ông nói là hỏi nạt không? Cái như là ông nói chuyện thôi là nó nghe nó chửi tôi vậy nè. Vậy nó mà quạo. Rồi ông nhỏ vậy ông bất ngờ cũng đi làm về ông thấy phải không? Dạ. Rồi ông quạo lên là vậy luôn hả? Quạo lên vậy luôn á. Mà anh em sao nói gì chia nhau rồi 2, 4, 6, 3, 5, 7 mà giờ kỳ gì bữa nay kỳ vậy? Không biết đâu ông. Hay là do ông sỉnh? Ông đâu có nhậu đâu sỉnh. Vậy hả? Nhậu thôi ông có uống mà. Có uống à. Mày uống mấy cốc á. Con không biết. Rồi giờ nó con đâu rồi? Không lớn vậy chồng. Chồng dữ luôn hả? Nãy giờ vợ chồng đi có gì bất giận đi mà nãy ông đi chợ mua cá lóc về làm mồi đó cho ăn đừng buồn nữa gì nói nhưng mốt rồi có ông có đi làm canh canh ông á để ông về ông thấy ông ghen nói giờ có vậy đó bữa nay ông tính ông nóng như vậy chưa giờ chưa vậy luôn hả chưa giờ đâu có gì đâu bữa nay không biết sao không biết rồi nãy giờ ông có gọi hay là gặp xin lỗi gì chưa chưa luôn hả? Đâu điện thoại đâu gọi. Không có điện thoại nữa, khổ thiệt. Có đâu điện thoại. Được rồi tính về không? Không biết ổng. Để em kêu ổng khuyên ổng cho. Nãy giờ đi kiếm biết lâu luôn mới gặp á. Lâu mới gặp á, đi cả cây số trời. Nãy đi vòng vòng ngoài đường thôi. Ổng thì ông biết ổng có về không biết ổng xách vỏ đi. Xách vỏ đi luôn. Ổng cũng xách vỏ đi luôn ông lớn hả? Ông nhỏ. Ông nhỏ xách vỏ đi luôn hả? Trời đất ơi. Giờ còn lớn giữ nhà giữ con. Bó tay luôn. Rồi nãy giờ ăn cơm nước gì chưa? Chưa. Chưa luôn hả? Ngồi không đâu về tụi em nấu cho. Biết nào không về đâu. Con khát sữa nhà kìa. Hồi đó giờ chưa từng lần nào ổng làm vậy hả? Chưa. Bữa nay là lần đầu tiên luôn. Nay ổng nóng quá trời vậy. Ố tay luôn. Rồi mẹ chị có hay tin về ổng vậy chị không? Không. Ủa hồi đó là mình có cưới gả đồ đàng hoàng luôn hả? Dạ có. Rồi ổng cưới chị ha. Dạ. Rồi quen nhau cho ai làm quen hay tự mình quen? Hai đứa tự quen nhau. Tự quen nhau trong ở đâu? Gặp ở đâu? Gặp ở trên Sài Gòn đi làm. Sài Gòn đi làm ha. Dạ. Đi làm hồ chung hả? Dạ. Ai làm quen ai trước? Ảnh. Ảnh làm quen trước ha. Nói sao? Thì ảnh nói thích thương vậy đó rồi có chịu không? Đi về kêu ba mẹ quen hỏi cưới. Chị hỏi nói vậy thôi là thương luôn hả? Dạ. Trời ơi sao dễ người ta. Rồi quen nhau mấy tháng? Cũng lâu cũng tầm 2 năm ạ. Quen 2 năm ha. 2 năm ấy ổng ở đâu? Ổng ở đâu? Ở Kinh A Tân Hiệp mình nè. Rồi chị cũng gần đây luôn hả? Em thì em ở trong Dòng Ghiền. Dòng Ghiền ha. Dạ. Rồi hai người đi gặp nhau rồi nói là thương anh vì nhà anh cưới luôn là vậy là xong luôn hả? Dạ. Dính luôn. Dễ dữ vậy chạy. Dính luôn bây giờ. Dính luôn hả? Dạ. Cưới nhau cho mấy năm rồi anh nhỏ mới dẫn anh lớn về. Cưới cũng quen 2 năm rồi, quen 2 năm mới cưới ha. Rồi cũng tìm hiểu kỹ dữ ha. Mà cái nguyên nhân gì mà anh nhỏ mà dẫn anh lớn về? À, tại vì ở chợ nó thất nghiệp. Thất nghiệp cái hai chồng mới về đây. Vậy mà cũng rồi cái anh nhỏ thấy thương, anh rồi đưa lớn về. Dẫn phụ chị ha. Dẫn trông chị nữa ha. Ổng đi làm kêu người về trông vợ nữa. Đó giờ mới thấy luôn nghe độc lạ đó nha. Chồng đi làm buổi sáng cho ông lớn ở nhà giữ vợ. Giờ anh đi làm vậy anh có tiền đưa chị đâu không? Có. Làm nhiêu là đưa em hết. Trời. Vậy hả? Ừ. Thương quá mà. Thấy ba bay cổng lại rồi. Tuy ổng vậy nhưng mà không có làm nhiêu tiền đem về hết á. Vậy bữa nay cũng có cái nguyên do. Nguyên do là ổng với ổng thấy lớn lại ngồi kế bà đó. Ổng kiểu như ổng giận đó. Giận lẫy đó. Giận lẫy đó phải không? Dạ. Có ổng phải biết trước biết sau. Vậy là ổng cũng làm đưa tiền về cũng em rồi. Nhưng mà anh làm là anh chỉ giữ tiền đổ xăng với uống nước là thôi. Chứ cần tiền riêng như là đưa em hết. Vậy ha. Hồi đó giờ là từ xanh tới giờ là nội trợ nhà chứ chị không có đi làm nữa ha. Dạ không, anh không đi làm. Không cho đi làm đâu hả? Anh nói là nhà có một đứa đẹp thôi, giờ có đứa này còn nghiệp đâu. Anh nói gì luôn hả? Cưng vợ lắm nha. Cũng cưng vợ dữ trời. Cưng vợ lắm. Người cưng vậy rồi làm một người sao đủ ăn không? Đủ ăn cũng đủ sống. Nhưng là không có dư thôi. Không có dư ha. Dạ. Ý là không muốn cho vợ cực khổ. Để ổng mình nên ổng đi làm ổng đi lượm sắt lượm gì xi măng hôm nay ổng đi lượm cái đó hả? Dạ. Đập bê tông ta bỏ lên đó. Đập ở dưới cầu Tân Hiệp mình á.
Rồi thí dụ cái nhà ngày mốt người ta kêu bán rồi, rồi bây giờ ở đâu tính, ở đâu có tính không, hay chồng tính ở đâu không? Có thể là nếu mà ta bán được thì ra nhà trọ. Ra nhà trọ thì tiền đâu đủ, nếu mà một người là không đủ á. Nếu vậy là em phải đi làm. Đi làm thêm ha. Dạ. Không thôi ra gầm cầu, kiếm gầm cầu nào đó ở. Gầm cầu nào không? Có cầu Tân Hiệp đó. Ra gầm cầu ở đó tốn tiền trọ. Cầu Cần Đăng kìa. Cầu đâu phải lúc nào ta cũng trở rồi mới trả. Về, về Cần Đăng ở luôn. Ghé thằng nhà anh Dũng ở tạm. Ngày sớm. Ở đây có công ty gì làm không? Dạ, ở đây không, đây làm ở ngoài, làm phụ quán cà phê đâu không à. Còn làm công ty là xuống dưới dịch tượng, khu dịch tượng nếu có công ty. Thế nếu làm công ty thì nó có bảo hiểm rồi nó đỡ hơn. Ừ, hơn. Ba mẹ ổng ở đâu? Ba mẹ anh á? Ba mẹ anh mất hết rồi. Mất hết ha. Dạ. Còn ba mẹ chị là còn, còn ha. Dạ. Ba mẹ em còn trong bệnh viện. Bất ngờ cái chuyện cô áo hồng, cũng già cô áo hồng. Gu lên xe. Anh lớn mà kêu bằng anh lớn là học ra là anh lớn tuổi rồi chứ không phải là anh là anh trước. Ừ. Đúng không? Đúng rồi. Còn cái anh trước rồi. Tức là anh nhỏ. Đúng nhưng rồi. Mà là anh lớn đó nhưng mà anh nhỏ tuổi hơn cho nên dạ. Kêu bằng anh nhỏ đúng không? Đúng rồi. Anh nhỏ thôi. À. Là mà hiểu rồi. Nói chung là hai ông đó là hai anh em đó. À, chính xác là năm nay chị bao nhiêu tuổi? Em mới 20 anh. Thôi vừa chọn 20 luôn. Anh em ruột không? Anh em ruột luôn á. Anh em ruột luôn đi. Hai anh em ruột hả? Dạ. Chưa xác nhau á. Vậy ông kia thứ ba rồi, ông kia thứ mấy? Ông kia Út. Chồng em là Út. Út là thứ mấy? Thứ tư. Tư hả? Tư nữa. Ờ, vậy là hai anh em trong nhà luôn. Luôn hả? Mới dạ. Biết luôn á nha. Dạ. Giống như câu chuyện cổ tích ngày xưa vậy đó. Câu chuyện cổ tích luôn á. Sự tích chầu cao hả? Chầu sự tích mà anh không có quần nhà nhường cho em cái gì đó. Cầu Lan Cao Tân đó. Mà này dễ nhìn biển. Không đâu có giống rồi. Vậy là bữa nay là tụi em hiểu rồi. Vậy là hai anh em ruột. Dạ đúng rồi. Cùng chung một vợ. Ừ. Thôi nói chung là bữa nay hy vọng là khuyên ảnh hai người ngồi nói chuyện ăn uống rồi gia đình mình hạnh phúc lại ha. Ủa cái nhà bên chồng mình đó chị, ở nhà bên chồng mình em là không có cho đất đai gì hai anh em này hả? Dạ, mất hết trơn rồi. Mất hết thì trước khi mất hết. Bán hết rồi chơi. Bán hết rồi. Rồi bên em là có đất đai gì không? Dạ không. Rồi mẹ hay sao? Mẹ cũng thì cũng có cái nhà đó. Cỡ gì ai? Đủ sống. Ở với ai? Với ba. Với ba không có con cái nữa hả? Dạ con cái đi làm xa hết trơn. Sao không về ở với bả đi? À, tại vì lúc mà em hai đứa em mới quen á, chung là cha mẹ cũng không có đồng ý. Cấm cản đúng không? Dạ. Lý do cho ông nhìn sao, ăn chơi hay sao? Ông này ý là hồi đó là ảnh hơi quậy. Quậy ha? Dạ. Ba mẹ không có để không đồng ý, giờ em cũng xích mích với ba mẹ. Vậy là hồi xưa sao mà em trước khi quen em biết ảnh có hay ham chơi vậy không? Lúc em quen ảnh là em thấy ảnh làm không à. Chứ chưa biết là cái quá thứ ha. Đi quá thứ là đi làm, đi quậy phá. Lúc đó ảnh đi chưa? Lúc anh quen em là ảnh đi chưa? Chưa. Rồi quen em rồi mới đi hả? Quen em một thời gian rồi anh mới bắt đầu quậy phá lên. Rồi bắt đầu đi một thời gian phải không? Dạ. Phá làng hay sao? Nhưng là ăn nhậu rồi quậy phá này nọ quậy thôi. Quậy phá ha. Dạ. Rồi tại vì có bình luận khán giả nói anh này hồi xưa đi vậy thì nói chung là cũng đã đi trả giá rồi thì cũng thời gian ăn năn rồi ta cũng làm trở thành người tốt. Dạ. Cái đó là không ai giấu hết. Nói cho rồi giờ mình đâu có về bên nhà mẹ được hả? Dạ cũng được. Lâu lâu em cũng có về. Về rồi mẹ có nói gì không? Dạ. Dạ. Dạ ba cũng quà. Ba có phiền gì không? Khi là lo màng ăn đây này kia thôi chứ cũng không có như lúc trước nữa. Mà mẹ chị có biết chị sống chung cùng hai anh em không? Dạ biết. Mẹ có ý kiến gì không? Không. Như mẹ thương chị thì cũng như chấp nhận hết ha. Dạ. Do nãy nói là mà anh sao ảnh lúc mà ảnh quặn lên ảnh nói là do là mẹ em điện ra gì đó có không? Đó là bà chị của em. Bà nói gì? Bà chị của em là bà ý là bà không thích chồng em á. À rồi bà nói vậy ha. Bà nói là ăn ở làm sao mà cho người ta quay clip đưa lên. Ừ. Công an lên mời mẹ làm việc. Mà có không? Thì nói chung là ở xã em là chỉ lại khuyên là kêu mẹ em là kêu em về hai đứa em về chồng ở đi. Ừ. Chứ không có là mệt xuống xã mà chỉ dặn chứ. Bà nói vậy ha, gọi này không nói nóng lên luôn. Dạ. Có nghĩa là chị kia thêm chút mắm chút muối đó ha. Dạ. Tại vì lúc đó là em với chị cũng có cự cãi rồi. Ừ. Chị ruột luôn hả? Chị ruột của em. Ừ. Em nói là chuyện của tôi với chị là mạnh anh ấy sống đi. Chị sống gia đình chị, tôi sống gia đình tôi. Ừ. Để anh ấy biết. Ừ. Cũng đã xích mít trước rồi chứ không là không. Ừ. Mà cho em hỏi cái người chị của chị có chồng không? Có. Có khi nào bả ganh tị khi mà chị được hai người làm chăm sóc mà bả thì có mình nên không? Em cũng chả biết. Tôi hơi có quá. Tôi chừng có vậy á. Coi chừng thấy
À, dạo này mạnh thường quân lên giúp á, à, người ta cũng nói chung là đời nó vậy đó. Ví dụ mà bà đâu có thiếu thốn như tụi em đâu anh. Giàu ha. Bà có dư giả mà, phải như tụi em thiếu thốn gì đâu. Nhiều khi chỉ biết sao á, tiền bạc thì chỉ dư giả, nhưng mà về cái tình cảm thì chỉ không có chồng quan tâm chăm sóc như chị. Chị thì được hai anh. Anh lớn thì ở nhà cơm nước giặt giũ cho chị, còn anh nhỏ thì đi làm kiếm tiền, là cái sự mà hạnh phúc chị là có hơn bả rồi đó. Cho nên là em nghĩ rằng là có khi nào bả ganh tị gì cái vấn đề đó hay không thôi. Em cũng không biết. Hôm nay xong mấy giờ về đây rồi ngồi em tụi em giảng quà cho về ăn uống, ổng nấu mồi ngon quá trời, nướng cá lóc có chán ngon quá trời. Ha vậy ha. Vậy đi. Rồi, rồi. Mình về chưa? Về luôn đi. Về. Dạ. 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 Em về luôn nha. Dạ. Về đi. Về đi. Về.